Hôm nay mình sẽ làm một cái series mới liên quan tới cốt truyện. Thì như anh em biết rồi, cốt truyện trong Genshin Impact á, là mình phải luôn luôn cập nhật những thông tin mình có được thông qua NPC trong cái lúc đi làm nhiệm vụ á. Đó không phải là nội dung game hết anh em. Đó là thể hiện cái góc nhìn của nhân vật đó ở cái từng thời điểm mà trí tuệ của họ có thể nhận ra được, chứ không phải toàn bộ nội dung game đâu. Để hiểu được cái game này, anh em phải gọi là thu thập sắp xếp lại những cái dự kiện cũ rồi kết hợp với những cái thông tin mới, mình mới ra được một cái bức tranh tổng thể. Đó mới chính là nội dung game, chứ không là nó rối tinh rối mù luôn. Nhất là những cái bí mật to lớn liên quan tới Tivat nè, liên quan tới Thi Không Đảo, bối cảnh xích hiện cũng như là động cơ của các vị thần, rồi những cái nhân vật mà còn mạnh hơn cả thần nữa, như là bữa mình thấy là có ai xuất hiện là có Scott nè. Thông qua lời của Scott thì mình biết tới nhân vật sư phụ của Scott là Sutaragi, kỵ sĩ cực ác. Và trước đây mình cũng thấy những nhân vật mạnh mẽ kiểu đó rồi ở trong game á, nghe nói chứ không là thấy. Đó là ai? Đó là Alice, mẹ của Klee, hay là thuật sĩ Gou, người tạo ra Abedo ấy. Rồi về thân thế của mấy con rồng cỏ, nói chung là nhiều thứ lắm. Thì bây giờ mình sẽ đi từ từ ha, những cái nội dung dễ tiếp cận trước. Đầu tiên hôm nay thì mình sẽ nói lại về bối cảnh của cuộc chiến ma thần, mục đích cuộc chiến đó là gì, cũng như là thân thế với động cơ của các vị thần ha. Rồi đầu tiên hết thì mình sẽ đi lại về cuộc chiến ma thần đi, hay gọi là Action World đó. Cuộc chiến ma thần là cái cách mình cái dịch thuật trong game nó dịch ha, nhưng mà mình thấy ở đây nó có một cái cần phải làm sáng tỏ, nó dễ làm hiểu lầm cho mọi người lắm. Archon ha, mình đọc sai. Cái Archon này nhiều bạn nói là hay hiểu lầm là ma thần ha. Không phải ma thần đâu. Giống như là hổng có mấy nhiều bạn hỏi vì đang chơi cái 4.2 cái thấy Focalot xuất hiện, cái sao tự nhiên mà Focalot chết. Cái nhiều người hỏi mình, ủa sao cũng là ma thần sao ma Focalot kỳ yếu xìu trời ra cái chính ngắt. Rồi đầu tiên cái chỗ này hiểu lầm nè. Archon không phải là ma thần. Archon cái từ của nó nghĩa là quan chấp chính, tức là một từ này nó liên quan tới cái chức vụ của nhân vật, chứ không phải là cái quyền năng, cái tu vi của nhân vật đó. Đây là chức mạnh. Đây là cái từ nó thể hiện cái chức vụ chứ không phải là thể hiện năng lực. Thì quan chấp chính nghĩa là người cai trị, người tuyên bố lô sở có quyền cai trị ở một cái khu vực nào đó. Thì ngay từ cái chỗ dịch thuật này đã khiến cho người chơi hiểu lầm, và nó đem ra nhiều cái sự rối rắm. Tại vì thần trong game này nhiều quá, mà cứ cái gì cũng dính vô thần nữa thì nó rất là lộn xộn. Cho nên từ Archon mà dịch ra thành ma thần này, nó hết sức bậy bạ, nó hết sức sai trái luôn á. Cái từ Archon này nó phải thể hiện được cái nội dung game là thể hiện chức vụ, vị trí cai trị của một cái người trên một cái vùng đất. Có 7 vùng đất thì có 7 Archon, nhưng mà nó phải thể hiện được cái tu vi của người đó, nó phải có thể hiện cái sự thần thánh trong đó. Chứ nếu mà mình dùng cái từ nó phàm tục thế này thì nó không có hợp cái nội dung, cái văn hóa của game. Thì trong tiếng Việt mình đi tìm thì mình thấy có một từ rất là gần, đó là từ thành hoàng hay là thần hoàng hay anh em. Thì cái này nó rất là nghĩa gần cái văn hóa phương Đông của mình này, là vị thần mà tôn trong các cái đình thờ Việt Nam hay thờ, tức là cái người đó quản lý một cái địa phương nhưng mà không phải là con người, cũng có một cái sức mạnh thần thánh trong đó, thể hiện cái tu vi của người đó và thể hiện luôn cái chức vụ ha. Cho nên nếu mà phải dịch từ Archon này á thì mình nghĩ là sau này mình nên sửa lại thành cái từ thần hoàng để cho nó, để sau này mình hiểu được nội dung game nó dễ dàng hơn. Còn nếu anh em nào mà nghe chổi tai quá thì cứ để nguyên là Archon đi, đừng có gọi là ma thần để mình không có bị nhầm lẫn. Rồi, thần hoàng chứ không phải là ma thần ha anh em. Theo cơ cấu quản lý của Thiên Không Đảo thì sẽ luôn luôn tồn tại 7 cái ghế Archon này trong cái lục địa Tivat, nó gọi là The Seven. Rồi chỗ này thì mình sẽ đi từ từ, anh em nào hiểu rõ rồi thông cảm ha, có thể là tu qua. Nhất là mình nghĩ mấy cái nội dung này là phù hợp cho mấy anh em nào mới chơi, chắc chắn sẽ mơ hồ cái này luôn. Rồi xong Archon rồi, bây giờ mình tới cái gì? Archon World, tới cuộc chiến ma thần. Nói những cái lưu ý về cuộc chiến ma thần ha. Ở cái chỗ này thì mình sẽ cố gắng đưa cái mốc thời gian vô cho nó rõ ràng và dễ mường tượng hơn. Thì đầu tiên, cuộc chiến ma thần này nó không phải là một cái cuộc chiến độc lập. Tự nhiên có 7 vị thần cũ, cái 7 người mới vô giết chết hết 7 người cũ, ngũ cũ đó, tạo ra 7 Archon mới, 7 thần hoàng mới. Không phải. Cuộc chiến Archon này nó không phải là một chiến độc lập, mà nó bao gồm rất là nhiều xung đột. Nói chung là nó mâu thuẫn, cái xung đột từ lưa. Có thể là Archon cũ đánh với lại là một cái vị thần, tức là một cái thực thể siêu nhiên mà chưa phải là Archon. Cũng có thể là Archon cũ đánh với Archon cũ. Thì những cái nội dung này nó cũng chưa có hoàn toàn viết rõ trong cái tiền truyện đâu, nó chưa có tiền truyện. Nếu mà nói về cái mốc thời gian, tức là khi nào cái cuộc chiến Archon này nó bắt đầu á, thì đó là vào 2600 năm trước. Đó là thời điểm mà xung đột giữa Babatot với lại Decarion. Lúc này Decarion là Archon, còn Babatot thì không phải ha. Và cái mâu thuẫn này kết thúc bằng việc Babatot bị chết, bị lật đổ, thay thế bởi Archon phong mới, đó là Babatot hay tên thân mật
tên trong game mình gọi là Venti. Ok, lên ngồi. Rồi, đó là cái mốc bắt đầu, sau đó đánh loạn xạ xì ngầu hết. Cho tới 2.000 năm trước khi sự kiện game diễn ra, tức là cái quá trình này diễn ra 600 năm, cho tới khi Morak, cái tên thân mật, tên trong game gọi là Zhongli đó, lên ngay lên cái vị trí Archon, vị trí thần hoàng của Liyue, thì coi như là cái giai đoạn Archon War này kết thúc. Thì tới đây coi như là Archon War, cuộc chiến thần hoàng kết thúc ha anh em, 600 năm. Trong khúc này chết rất là nhiều. Nhưng mà không phải tới đó dừng lại đâu, vẫn còn chết, cho tới sự kiện game diễn ra thì vẫn còn chết thêm nữa. À, trong cái quá trình mình chơi game thì mình biết là sau đó có sự thay đổi vị trí Archon nè. À, đầu tiên là ở trong không 2.0 thì mình biết có sự thay thế ở vị trí Archon Loi ở Inazuma, tức là Makoto. Đó, tới Makoto chết nè, thay thế bởi A. Rồi sau đó tới 3.0 thì mình biết đến cái chuyện đại vương Rukha Devata không còn nữa rồi ha, thay thế bởi một cái Archon thảo mới, đó là Nahida. Cho đến lúc này, tức là thời điểm 500 năm trước cái sự kiện game diễn ra, thì coi như The Seven mới ổn định thế nam. Đó, 7 cái vị trí Archon theo cơ cấu của Thiên Hồng Đảo đã ổn định rồi. Sau khi mình biết được Archon là gì, rồi cũng như là cái bối cảnh diễn ra cái cuộc chiến Archon, cuộc chiến thần hoàng, thì mình sẽ phát sinh một câu hỏi là tại sao những cái vị thần này trước khi là Archon họ đã có sức mạnh rồi, bây giờ họ tranh giành cái vị trí Archon này để làm gì nữa? Khi trở thành Archon thì các cái vị này nè có một cái nghĩa vụ là phải điều hành, như quản lý cũng như là dẫn dắt, giúp đỡ cái cư dân chúng trên cái vùng đất của mình cai trị. Bên cạnh đó sẽ có được một cái quyền lợi. Thì cái quyền lợi lớn nhất của cái vị trí Archon này là được sở hữu một cái pháp bảo gọi là Gnosis. Thì những nhân vật siêu nhiên thì họ đâu có cần vàng bạc châu báu của cải gì, họ thường là họ sẽ cần những thứ liên quan sức mạnh thôi. Thì đây cái Gnosis, bây giờ mình sẽ nói tới Gnosis ha. Thì cái Gnosis này ban đầu nếu mà mình tra cứu ở nội dung về cốt truyện ở ngoài game á, ở những cái ngoại truyện á, thì nó không có một cái lời giải rõ ràng đâu, nó vẫn là một cái bí ẩn lớn lắm. Nhưng mà trong cái quá trình chơi game thì mình từng bước bắt đầu thấy được cái tác dụng của cái Gnosis này rồi. Và cho đến bây giờ ha, chưa xác tỏa hoàn toàn đâu, nhưng mà cho đến bây giờ mình thấy hai cái tác dụng lớn nhất của Gnosis này. Thứ nhất đó là cho phép các vị thần có thể thu thập được nguyện lực. Cái nguyện lực này tên gọi nó là Intermedium, mà mình đã từng tiếp xúc ở cái web Archon 4.2 rồi đó. Cái lúc mà Focalot sử dụng để giải phóng sức mạnh rồng cổ bên trong Nevilleth ấy. Nói về cái nguyện lực này thì nó là một cái đặc quyền, chỉ những cái Archon sở hữu Gnosis mới có thể thu thập nguyện lực từ cái sự thành kính cúng bái của cái cư dân mình cai trị. Và cái nguyện lực này nó ghê ở chỗ là nó có thể cho phép sử dụng thêm được một cái loại thần thông mới bên ngoài cái tu vi của cái vị thần đó, cái Archon đó. Mà mình thấy cái thần thông mà Focalot dùng là để giải phóng sức mạnh đồng cỏ. Còn đối với những vị thần khác thì chưa thấy xài thần thông này. Và cái thần thông này không phải là cái chiêu nộ trong game đâu. Chiêu nộ thì bình thường lắm. Chiêu nộ mấy cái nhân vật phạm nhân mà sử dụng vi sinh á, có thể thông qua cái vi sinh kiểm soát nguyên tố thì họ cũng có chiêu nộ. Cho nên các vị thần này phải giữ hơn nữa. Cái thần thông đó bây giờ chưa có hé lộ, chỉ mới có Focalot xài mà thôi. Mới chỉ có Focalot xài thôi. Và mình rất là háo hức mong đợi để coi những cái thần thông của 6 vị thần còn lại trong những cuộc chiến tiếp theo ha. Rồi quay trở lại cái câu chuyện nguyên lực nè. Ngoài tác dụng có khả năng sử dụng một thần thông mới thì nó cũng tăng cường tu vi bản thân của nhân vật á. Cái này thì trong game không có nói năng gì hết, nhưng mà này mình giả thiết mình suy luận thôi, tại vì mình so sánh sức mạnh của các vị thần á, thì mình thấy những cái vị thần nào mà gọi là được dân chúng cúng bái nhiều, gọi là nổi tiếng, thì những cái vị thần đó rất là mạnh. Còn mấy cái vị thần nào mà bị lãng quên quá lâu hoặc là người ta không biết tới thì không có quyền lực, yếu xìu à. Ai nếu trong game này có ai, đầu tiên là mình có Venti là quý ẩn dân hồ. Venti sau khi mà lên cái ghế gọi là Archon Phong á, thì ngủ một giấc dài cho tới 1.000 năm trước game diễn ra luôn. Ông nội nội sleep, ông nội này nó ngủ cho tới 1.000 năm trước đó, và nói chung là cũng không có xuất hiện nhiều, chắc chắn là nhận ít nhân lực, sức mạnh không có nhiều. Rồi tiếp theo tới ai? Nahida, chị này là coi như là dân chúng ở đâu có biết tới đâu. Người ta chỉ biết cái Rukhe, đại vương Rukhe Vata mà bà này mà chết rồi. Bà này mà bẻ một nhánh cây tạo ra Nahida. Từ lúc Nahida được sinh ra hay là được xuất hiện cho tới cái thời điểm game thì gần như là dân chúng không biết cái sự tồn tại của Nahida. Chắc chắn Nahida cũng không có nguyên lực, cho nên Nahida cũng thuộc dạng yếu. Nahida cũng nói là mình rất là yếu so với những vị thần còn lại. Rồi, quay trở lại nè. Cái tác dụng thứ nhất của Gnosis là cho phép các Archon, các thần hoàng này thu thập được nguyện lực ha. Cái nguyện lực này
dùng để tăng cường tu vi bản thân cũng như là sử dụng thêm một cái thần thông mới. Rồi, tới cái tác dụng thứ hai của Gnosis này rất là quan trọng nè, đó là cho phép các vị thần có thể sử dụng vật chứa, hay gọi là mình hay gọi là cái hóa thân, cái tạo hình nhân loại bên ngoài. Cái này thì quay về mình phải nói thêm về cái chuyện về bản thể. Thì vừa qua cái nhiệm vụ chính tuyến 4.2 thì em thấy rồi, cái khát khao trở thành người của những cái tinh linh rất là lớn, mà các vị thần cũng là mấy cái tinh linh gì gọi là đầu sỏ, tinh linh gọi là chùm, tinh linh là có phép thuật, có quyền năng tu vi mạnh hơn các tinh linh khác. Thì Focalos là một cái tinh linh thủy mạnh đó, và thông qua cái nhiệm vụ chính tuyến thì mình thấy cái khát vọng trở thành người của Focalos lớn lắm. Thì từ cái chỗ này mình suy diễn ra các vị thần khác mình nghĩ chắc cũng sẽ phải có một khát khao giống vậy thôi, tại vì cái này là cái điều nó rất là rich thôi. Mình đối chiếu với những cái điển tích thần thoại hay đạo giáo bên ngoài phương Đông cũng như phương Tây thì thông thường là quái vật hay là những cái thực thể không phải là người, họ tu luyện cuối cùng là cũng để biến thành người. Thì cái phần này mình tìm hiểu trong game cũng như ngoài game. Trong game thì mình biết được này, biết được Focalos là tinh linh nước trong này ha, còn Nahida thì được tạo ra từ một cái nhánh cây do đại vương Rukhadevata bẻ ra. Tới Venti thì Venti là một cái tinh linh phong ha anh em. Cái này thì ngay đầu game là mình làm những nhiệm vụ liên quan tới Venti, nói về thân thế Venti, nói về mâu thuẫn giữa Venti với lại ma, với lại con cũ là Decarian. Rồi tới A á, bản thể của A là một cái T-set anh em, coi như là một cái thực thể sắp xếp được Makoto sử dụng Gnosis để tạo ra một cái vật chứa, cái hóa thân thành người ha anh em. Đây Makoto này ở Inazuma, làm chủ Inazuma anh em sẽ biết Makoto ha. Makoto là con lôi tiền nhiệm á. Riêng cái phần cốt truyện của A trong game thì tiết lộ rất là nhiều bí ẩn liên quan tới cái vật chứa ha anh em. Đầu tiên là mình nhớ gì, đầu tiên là A cố gắng tách mình ra khỏi cái vật chứa bằng cách tạo cho vật chứa một cái linh trí, nhưng mà cuối cùng thì không thành công anh em. Nói chung tụi biên kịch lúc mà nó làm cho mình cốt truyện thì nói này nói kia, phải đấu tranh với nhau này nọ, nhưng mà cuối cùng đại khái là cái cách làm bị hư, không có thành công, không có tách ra được. Cuối cùng cũng phải xóa cái linh trí của vật chứa mà nhập trở lại như lúc trước, lúc mà Makoto làm cho A thôi. Ngoài cái vụ đó ra thì A có một cái nỗ lực liên quan tới việc tạo vật chứa bằng cách tạo ra một nhân vật gọi là Scaramouche, mà sau này trong game mình chơi thì nó trở thành nhân vật Wanderer. Rồi cuối cùng là tới Zhongli. Thì về riêng về chuyện Zhongli thì mình không có tìm thấy một cái nội dung nào bên ngoài game, tức là còn những cái ngoại truyện, những cái tìm hiểu trên Google Internet thì mình cũng không có thấy cái nội dung nào nói tới cái bản thể của Zhongli. Trong game cũng không có nói luôn. Thì chỗ này mình hơi là suy luận ha anh em. Những vị thần khác không phải là con người, bản thể là những cái tinh linh, thì Zhongli khả năng cao là cũng là một cái tồn tại kiểu đó, là một cục đá có sức mạnh, có linh trí hay gì đó ha, cục đá tu luyện ngàn năm hay gì đó. Nhưng mà cái này thì theo thời gian thì mình sẽ làm sáng tỏ ha, nhưng mà mình ướm là nó cũng chỗ đó, cũng đó chứ không chạy đâu. Rồi tóm lại đó là cái năng lực tạo hóa thân, một cái tác dụng thứ hai của Gnosis ha. Ngoài ra nó còn có một cái tác dụng phụ ha, tác dụng này tức là tác dụng tiêu cực đối với các vị thần. Cái này nó liên quan đến một cái sự ràng buộc với thiên lý, nhưng mà bây giờ mình cũng chưa có rõ ràng cái ràng buộc đó là gì, nhưng mà mình biết đó là một cái ràng buộc không có lợi cho các vị thần. Cho nên bữa cái cốt truyện chính tuyến gần đây mình có thấy xuất hiện nhân vật Scott mới khuyên Newlet là thôi đừng có xài cái cục và nó xích đó, đó là một thứ xui xẻo. Thì cái ý cũng na ná vậy. Và khi mình đối chiếu lại những cái sự kiện diễn ra trước đây thì cái lúc mà nói chung Venti, Zhongli, Lôi Thần, Naida, nói chung là tất cả các vị thần luôn có xu hướng là từ bỏ cái Gnosis của mình sau khi mà đã có được cái hóa thân con người cũng như là sở hữu quyền lực một thời gian, thì các vị thần không muốn sở hữu Gnosis nữa. Mình thấy là gì, Zhongli này, nhớ Zhongli thì có như là cho không cái tụi vực sâu, tụi băng thần một cách rất là dễ dàng lúc mà Zhongli đưa Gnosis cho Theo. Rồi Venti thì bị cướp, nhưng mà mình thấy cái việc cướp nó dễ dàng quá, có lẽ là cũng ý đồ của Venti thôi, là cũng không muốn giữ cái Gnosis Phong. Rồi Nahida, Lôi Thần, cho nên bây giờ là cái xu hướng là mình đoán là sắp tới là coi như không có vị thần nào mà sẽ giữ cái Gnosis của mình cả, ngay cả cái vùng đất tiếp theo là vùng đất hỏa, có lẽ là hỏa thần rồi sẽ cũng Gnosis hỏa, rồi cũng sẽ đưa cho Tarissa, tức là Archon băng. Có lẽ cái này là giả thuyết ha, mình sẽ suy đoán là sau khi mà tập hợp đủ hết tất cả những cái Gnosis, 7 Gnosis, thì Archon băng tức là Tarissa sẽ sử dụng nó, sẽ làm ra một cái pháp bảo mà để đối chọi với thiên không, và cái vũ khí đó có là khắc tinh, có thể là chứa đựng những cái điểm yếu để tấn công được với lại cái lực lượng của
thì không đảo. Nghe là thấy nó kịch tính, nó phê pha rồi ha. Nhưng mà anh em cứ bình tĩnh, đừng có nghĩ em. Cứ đi hết 7 vùng đất đi rồi cái ngày đó sẽ tới ha. Rồi, có lẽ mình nghĩ bây giờ video cũng kết thúc được rồi. Đó là thực ra bây giờ muốn nói thêm cũng không được. Thì đó cái nội dung mình chuẩn bị cho video này. Nếu mà anh em khoái những cái nội dung liên quan tới chủ đề cốt truyện này, đón coi những video tiếp theo ha. Hoặc là anh em bàn luận ở dưới, mình thấy anh em cần tìm hiểu gì thì mình sẽ đi tìm hiểu, sau đó mình ra video. Thì có lẽ là tiếp theo mình sẽ nói về về những cái mốc thời gian, khi mình có mốc thời gian thì mình thấy cái bối cảnh, cái thế giới nó sáng tỏ lắm, dễ hiểu lắm. Mà sau khi mình giải quyết hết những cái nội dung liên quan tới thời gian thì mình sẽ đi tới không gian. Không gian tức là cái địa điểm, bối cảnh lục địa Tivat này và những cái hành tinh xung quanh nếu có. Ok, em nhớ đó coi nha. Bây giờ xin chào và hẹn lại. Bye.